chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái trận, đó chính là những người tóc vàng. Thường thì ở trong One Piece thì những người tóc vàng nó sẽ bị gọi là một cái aura con ghẻ rất là nhiều, bởi vì là ăn hành cực độ. Hôm nay làm thử phát nhá. Ok, tóc vàng là chắc chắn là anh đầu dứa rồi. Thứ hai là anh tóc vàng huyền thoại con ghẻ của Oda đây. Chính anh là Sanji. Tiếp theo là Nami. Tóc hơi vàng luôn. Rồi, tóc hơi vàng vàng chắc là X-Drake nhờ. Ok. Xem thanh niên là tóc vàng ở đây. Flamingo luôn. Đây cũng tóc vàng này. Ok, đây cũng tóc vàng này. Rồi, xem ai nữa nào. Cố gắng chọn những người khác nhau nhá, nhưng mà người giống nhau quá thì hơi ấy. Dâu trắng hồi trẻ này. Rồi, Sabo đó. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chọn những người nào. Những người tóc vàng với gì đây? Với cả những người không mặc áo. Hai dâu trắng, Ace, Enel, Zoro. Ok. Một dâu trắng. Ace. Enel. Ok, Zoro Sura. Dâu trắng thưa, dâu trắng da, à dâu trắng trẻ. Luffy đấm bốc. Ok. Luffy đấm bốc. Rồi, bây giờ là Burgess. Burgess, Law và Lawhurt chứ. Lawhurt và ai ta? Hết rồi mà ta. À, thì ông bảo hai rộng hai hai Ace luôn. Ace này có mặc áo mà ta. Sao nữ không cởi trần nhỉ? Còn cởi trần thì chọn cho ông luôn. Đỡ phải. Thằng nào thấy mặc áo à? Ý. Sao? Toàn thấy mặc áo luôn anh em ạ. Ít người cởi trần lắm. Khó nhỉ. Hết người rồi mà toàn mặc áo à. Kiểu kín đáo, kín cổng cao tường ấy. Đúng rồi, toàn thấy à. Đây. Ok cho anh em. Nỗ lực. Rồi, chúng ta sẽ đánh trận những người con ghẻ với cả những người mặc áo nhá. Ok. Kisama. Nào, mặt lão rồi. Thôi nào, cố ra. À, bình tĩnh đi. Thấy như có Nami ở trong team đấy là Sanji nó kiểu nó bị ấy. Sanji được tăng một đam bởi vì có Nami ở trong team. Chết luôn nhá. Ôi, Spectral Heart Cheat. Né ngay. Ôi, đấm trọng. Ui, ăn quả đấm lửa rồi. Không sao bạn nè. Làm sao? Ui da, đau thế nhở? Làm sao đây? Ô,
Chết rồi. Trời ơi. Điện lửa nó định ăn sao được. Căng thẳng quá nhở. Căng thẳng đấy. Ôi quả đá xoáy này. Được không anh em? Chỉ nữa. Ok. Xong rồi. Sao dưới cứ đá liên tục phải thì ăn chắc. Haki cái gì? Cả nhóm vũ dâu của tôi có Haki hết. À, Haki hết rồi đấy. Ông không phải bật Haki lên, hiểu chưa? Cái thằng Mantra này. Xong rồi Mantra thì cũng thế thôi bạn. Mày có phải để tao bật ulti lên đấy nhỉ? Cho mày xem một thứ gì đó thật ngầu. Đỡ nhiều này. Đỡ nhiều với tôi à. Quỷ lửa, quỷ cước. Thôi xong. Thôi xong. Quá nở không màu luôn. Còn chết đâu sao gì. Này thần sấm với tôi này. Trời ơi. Nó gọi là tuyệt vời luôn. Rồi, làm tí áo đầu rêu. Đầu rêu không mặc áo này. Ý trời ơi, nó đỡ được kiểu. Thế nó phải làm một combo đã. Ngon rồi. Rồi, cho Nami ta đập. Nhờn với tôi này. Nhờn với chị đại này. Xong rồi sao ấy. Ui, ra đỡ luôn ạ. Gì thế? Cái gì thế? Thôi nào! Tha không? Đã bảo là tha đi, không cần tấm bốc bồn này. Thôi nào! Thả một con gái thế! Rách một quần! Rách quần rồi! Ui dồi ôi! Lại bấm nhầm Ninh Ninh ạ! Ăn luôn một quyền vào đầu rồi. Ổn rồi. Lại nữa. Trời đủ. Đau đấy nhá. Đúng rồi. Phát rồi. Ui. Chết luôn. À, đúng lúc dâu trắng kiểu bật ngửa lên thì là mình lại để cho bật sửa lên thì mình lại phòng thủ bằng cái năng lực của Phượng Hoàng chứ. Hay thế. Chào chết rồi anh em ạ. Ê, gì thế. Gì gắt vậy ba. Căng thẳng vậy. Mày chết con nhà người ta mất. Ok, chúng ta sẽ sang ba người tóc vàng mới. Đó là Drake, Doflamingo và Quala. Có gì? Chết luôn, dính luôn kìa. Không sao cả. Đi ra mà, ok. Nó cứ từ từ. Nó có phiền, từ từ. Đâu là mình không đánh Drake nhiều mấy. Mình phải cứ từ từ hơn. Drake bây giờ tham gia vào đội quân của Luffy rồi. Drake mới tham gia vào liên minh của Luffy rồi. Gia nhập đội quân main chính. Thế gì đấy. À. Bớt lại. Bớt lại. Thấy con gái bắt nạt hiểu không dâu trắng. Ok.
Bây giờ đó nó chậm nhá. Mày nhờ thứ tao. Sao cú đập cho. Xong luôn chứ còn gì nữa. Ôi trời ơi, nó chọc hai gậy. Một que đúng rồi, một kiếm thế này thì làm sao mà đỡ được. Một dìu một kiếm chứ. Ghét nó, bờ ghét. Ép nách à? Ép nách với tao này. Phải có phải? Thôi. Nào. Ui kia 4. Không được rồi. Thế là hỏng rồi. Thôi xong. Dân châu Á đi vô ba hay tay tao phi đô la. Giờ đấy ạ. Thả lo à? Ăn vắt bấm này. Ui, anh em thấy gì không? Khong Gan với cả cái tơ này nó chạm với nhau ấy. Nó trở thành kiểu vũ đồ Haki ấy. Anh em thấy kiểu đúng kiểu Haki báo vương các thứ không? Giống nhờ. Giống chứ còn gì nữa. Ây à. Khó thế. Mình đánh đông Flamingo cho lắm. Ê à, có thằng này ở đây. Thôi nào, đừng im đấy. Anh luật dễ thương, đẹp trai. Ây à. Đánh con gái được ba. Thế là không khoe play tí nào. Ừ, nào ông. Ở đây. Đi đây. Ác thế. Còn chết lại luôn. Ui. Học rồi. Ghê thế ba. Thôi xong. Đi một sải dài luôn. Thế là thế. Cho một chiều tàn. Bạn nào? Phải cứ nhờ mình chọn con tổ chen ở trên này. Nhờn với tao này, ăn con tổ chen là phải chết ngay chứ còn gì nữa. Nhờn với tao, ui, mình có 3 thằng đầy máu, thế thua thế nào được? Rồi, để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.